giúp chúng ta tìm hiểu về vấn đề này. Thưa quý vị, thưa các bạn, để tìm hiểu các phương pháp tập phục hồi chức năng hô hấp trong bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn, công tác tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long. Thưa bác sĩ Tuấn, tại sao chúng ta cần phải tập phục hồi chức năng hô hấp trong bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ạ? Trước hết thì tôi xin có vài lời nói về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ở đây là bệnh lý mà gây tử vong đứng hàng thứ tư trong tổng số cái nguyên nhân gây tử vong. Và bệnh lý này thì diễn tiến thì nó chậm và từ âm thầm, và đến khi bệnh nhân có triệu chứng thì nói chung là bệnh đã nặng rồi. Thì vấn đề điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là vấn đề rất khó khăn, bởi vì cái khả năng phục hồi của đường thở và phế quản rất là kém. Trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có một số vấn đề lưu ý. Thứ nhất là phải ngưng thuốc lá này, thứ hai là chích ngừa, thứ ba nữa là dùng thuốc. Thì ngoài cái điều trị đó ra thì người ta lưu ý đến một vấn đề, đó là phục hồi chức năng hô hấp. Thế thì phục hồi chức năng hô hấp mục đích làm gì? Thì phục hồi chức năng hô hấp thì có nhiều mục đích và đã được chứng minh. Trong đó có mục đích làm là tăng cái sức bền của người bệnh lên, và làm bệnh nhân giảm khó thở, giảm cái tỷ lệ nhập viện do đợt cấp. Và bên cạnh đó thì có một điều hết sức là quan trọng, đó là giúp cho bệnh nhân tái hòa hợp với cuộc sống. Như vậy thì các phương pháp tập phục hồi chức năng hô hấp sẽ có vai trò như thế nào đối với những người mắc bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này? Cái chủ yếu tức là làm sao cho tăng sức bền và bệnh nhân cảm thấy yêu đời hơn và tái hòa nhập với cuộc sống lao động. Còn các phương pháp thì có nhiều cái phương pháp lắm, thì trong đó có những cái phương pháp từ đơn giản dễ nhất cho đến có những phương pháp cần phải có cái sự theo dõi của các cái chuyên gia. Có những phương pháp, đặc biệt là phương pháp tập thở, thì trong đó có những phương pháp tập thở là tập thở chúm môi chẳng hạn. Thở chúm môi tức là khi bệnh nhân thở ra, chúng ta phải thở ra thật là chậm và kéo dài ra, môi chúm ra. Mục đích để làm gì? Mục đích để làm cho áp lực trong phổi chúng ta trong quá trình thở ra nó giảm từ từ, nó tránh cái hiện tượng mà phổi, cái đường thở nó sụp lại, nó gây ứ khí bên trong, làm cho cái người bệnh mệt hơn do cái ứ động của cái chất CO2. Có một cái biện pháp cũng khá đơn giản nữa, tức là chúng ta tập bằng cơ hoành. Thì phương pháp tập này cũng khá đơn giản thôi, tức là chúng ta để tay trên bụng và hít vào thì cảm giác bụng phình lên. Thì mục đích để giúp cho những cơ hô hấp nó hoạt động tốt hơn. Trong những ngày đầu tiên cần phải có các bác sĩ, những bác sĩ chỉ chuyên khoa phục hồi chức năng, người ta sẽ hướng dẫn chúng ta tập cho tốt hơn. Và có những cái phương pháp như là để tập cái sức cơ thì người ta chỉ dùng cái phương pháp đơn giản thôi, tức là dùng một cái miếng giống như là một cái miếng giấy cao su mà nó có tính đàn hồi, tập kéo ra kéo vô để làm cái gì, để cho cái cơ được hoạt động cho tốt. Bởi vì chúng ta đôi khi chúng ta quan niệm rằng nếu chúng ta ngồi một chỗ hoài thì đúng là nó bớt mà thật, nhưng mà thực ra khi ngồi một chỗ hoài cái cơ nó càng teo hơn, thì và khi chúng ta mà mệt cái khó thở dần dần thì cái cơ chúng ta yếu, không thể đảm bảo cho quá trình hô hấp được. Trong cái phương pháp mà phục hồi chức năng hô hấp, chúng ta lưu ý đến một những vấn đề hết sức là đơn giản. Đừng bao giờ mà cứ nghỉ ngơi, mà nhưng mà khi tập thì không, đừng có tập quá mức, mà sau khi tập xong chúng ta cái người bệnh cảm thấy rất là mệt thì nó trái là nó không có tác dụng, nó phản tác dụng thêm. Chúng tập thế nào cho vừa sức, và chúng ta cứ tăng dần lên. Thì hôm nay chúng ta tập 1 phút, hôm sau tập 2-3 phút, cứ tăng dần dần lên để tăng cái sức bền, cái sức chịu đựng của chúng ta lên. Và chúng ta có những cái vấn đề hết sức lưu ý này là có những cái tư thế chẳng hạn. Chúng ta có những tư thế làm sao để ngực chúng ta nó không có chịu một áp lực rất lớn. Thì đôi khi người ta đi chẳng hạn, hay ta ngồi, người ta khuynh hướng họ khòm phía trước như thế này. Khòm phía trước để làm cái gì? Để cho cái áp lực tác động lên lồng ngực nó giảm đi. Hay khi đi chẳng hạn, người ta chỏi tay vào tường dần dần để cho chúng ta có một áp lực nó dồn vào hai cái tay cho vào tường. Thì chính những cái động tác như thế đó trong cái sinh hoạt hàng ngày đó giúp cho chúng ta bệnh của chúng ta cảm thấy là bớt mệt mỏi hơn và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, phục hồi chức năng sau điều trị bệnh là một quá trình rất quan trọng cần được quan tâm đúng mức. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bệnh nhân khớp sớm bình phục hoàn toàn.